Hey, tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chàng Trai Miền Tây. Hôm nay thì mình đang ở nhà anh Vô để cùng mấy anh em ăn sáng xong di chuyển khoảng 40 cây số để đến được Vĩnh Bình Bắc để xây dựng một cái căn nhà. Vẫn quay lại cho mọi người xem. Bây giờ thì Siêu Vinh đang tới. Bây giờ mình vô trong để ăn sáng xong rồi anh em mình sẽ đi Vĩnh Bình Bắc và quay lại nha. Ăn giấu này là ngon tuyệt vời luôn. Mua chát luôn. Có cái màu như là bánh bò nhưng mà có cái vị bánh chuối, thêm một miếng gì cái này cái mà rong rong biển. Trời chị vô làm ngon quá trời. Cái này chị này đang chuẩn bị đồ ăn sáng với đem theo nha. Hôm nay chuẩn bị bún mắm hả? Cái này là làm như kho mắm vậy ha. Mắm chay phải không? Đó bằng canh chua. Mắm luôn. Mắm luôn hả? Ê ông ơi, cái này sấy cho vàng luôn cái vậy? Sấy vàng thôi. Rồi này mấy chị chuẩn bị ăn sáng nha. Mới còn cái đậu hơn bỏ chứ. Mới quay được chứ. Không mới mua đây nữa chứ. Chị ăn làm đầu bếp hả chị ăn? Ngủ thôi chứ không biết nấu đâu. Nấu là chánh là đó. Bếp trưởng giỡn hoài. Không có Út kìa. Phi hành tỏi nghe thơm phức luôn rồi đó. Chị này cũng gương mặt thân quen nha, thấy quen dữ lắm. Vậy là sau khoảng một tiếng đồng hồ mấy anh em mình đi, nhưng mà trên đoạn đường đi nó dằn quá mình không có quay lại cho mọi người xem được. Và bây giờ đã tới nơi rồi, mấy ảnh đang ở trong đó để mà xây cắt sắt ra nên tiếng ồn. Mình ra ngoài này để tâm sự với mọi người nha. Đây là ở Vĩnh Bình Bắc của Bình Thuận Kiên Giang đó. Mình đi theo mấy anh em mình chở đồ để trải nghiệm, mà đi theo từ lúc mà 5 giờ mấy 6 giờ mới thấy được cái sự cực khổ của các anh em. Mong là sau video này thì mọi người sẽ hiểu hơn về đội từ thiện Phước Lộc và hiểu hơn về cái kênh YouTube của mình. Hãy like thật mạnh lên để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Ở miền Tây quê mình rộng lớn bao la, khám phá không biết bao giờ cho hết, nhưng cũng không ít những hoàn cảnh khó khăn và những gia đình gặp rất nhiều bất hạnh. Mong là những sư cô nè, những sư và những người có lòng hảo tâm mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước sẽ góp phần nào xoa dịu nỗi đau, cũng là góp cho những căn nhà, những mái ấm tình thương để cho họ có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ mình vô tâm sự với chị Trúc ở chủ nhà của ngày hôm nay. Trước mặt mình là chị Lê Ngọc Trúc. Dạ, chị cho em biết là cái nhà này của ai cho bên mình chị? Dạ, chùa Bủ Liên. Chùa Bủ Liên đó dạ, nha. Dạ, cái sư cô. Sư cô tên gì? Sư cô Nguyễn Anh. Cho mình cái cắt căn nhà đó ha. Dạ. Chị giá cũng có 20-30 triệu gì hả? Dạ. Nghe sư cô nói chắc có khoảng 50-60 triệu gì đó. 50 hả? Dạ. Rồi hàng ngày chị sống bằng nghề gì? Dạ, em đây làm cỏ mướn anh. Có ruộng đất gì trơn ha? Dạ không. Chưa chồng chưa con luôn? Dạ chưa. Dạ thì có được căn nhà này thì em cũng mừng. Trước hết là em cũng cảm ơn sư cô lo cho mẹ con em được căn nhà che mưa che nắng, em cũng mừng lắm. Rồi sau em cũng cảm ơn mấy chú trong đội từ thiện góp công góp sức rồi làm được căn nhà, em cũng mừng. Em cũng biết nói gì hơn. Xin giới thiệu mọi người, đây là sư cô ở chùa Bủ Liên nha. Cô đã cho chị Trúc cái nhà hôm nay. Rồi cô cho khán giả và con biết lý do là sao cô cho nhà nè. Thì Trúc thì đệ tử của chùa tên là Pháp Danh Diệu Ngọc. Dạ. Nhà em thì hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Nhà lá bây giờ nó dột hết trơn rồi. Trước đây cô cũng có căn này. Dạ. Nhưng bây giờ tới tuổi rồi nó dột nát hết, thì giờ phải làm lại cho em cái mới. Đặng có phương tiện sống cho nó thoải mái, đặng mới có tiếp tục để giúp cho ở chùa. Rồi, quan trọng khán giả thay mặt chị Trúc gửi lời sức khỏe đến cô. Chúc cô dầm nhiều nhiệt thiện nha. Cảm ơn quý chị. Mấy anh này đang ăn đồ đỏ đây nè. Bữa nay được phát là một bên mình chiếc áo mới rồi. Là của cái áo đó là hội chữ thập đỏ. Nhưng mà nghe tiếng ồn quá không biết nghe được không?
Ê, mỗi người một công việc nha, nên nó rất là nhanh luôn. Mấy anh em quyết định là từ đây tới chiều sẽ gọi cả nhà đó. Nè, thợ thịt đó, thợ phun đó, lấy cái tay chà chà lên cho nó bóng rồi. Ông thịt xa 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 ngoài nó mới bóng. Đội từ thiện Phước Lộc này thì anh em mà gom lại khắp mọi nơi trong huyện Vĩnh Thuận và ở ngoài luôn, ở trên Minh Lương, Gạch Giá vẫn có. Mỗi người thì cũng có tay nghề như là đi hàng nè, đi phụ hồ, nhưng mà gom lại thì mỗi người một việc làm rất là trôi chảy luôn. Người nào hàng, người nào cắt, người nào dựng, làm nói chung là bên cửa nữa, bên rất là chuyên nghiệp nên làm rất là nhanh. Mà mỗi người một công việc như vậy, cứ thế mà làm, một ngày là có thể hoàn thành, nếu mà trời không có mưa thì sẽ hoàn thành được căn nhà. Đây là anh Thi thì thợ hồ là chính, đấy, bên Vũ Quốc Việt ở Cây Bàng. Ở Cây Bàng là thợ tiền chế, thì anh này cũng thợ tiền chế nữa nè. Bây giờ thì mình mời mọi người vào bên trong để phỏng vấn mẹ của chị Trúc một tí. Cô cũng đang bệnh luôn. Con nói cô nghe rõ không? Con nói chuyện cô nghe rõ không? Con nghe đỡ tiếng nữa. Hơi lãng tai phải không? Rồi bữa nay là đội con là hoàn thành cái căn nhà cho cô đó, là ngày mai về nhà ở được rồi. Dạ hả? Rồi. Cảm ơn mấy chú với cô nhiều lắm. Dạ. Cô có bệnh gì không? Trời ơi, đủ tư. Bệnh gì? Cô bệnh gì cô? Hở quan tim rồi đau già. Dạ. Đau xương sống. Ôi tùm lum bệnh chân ha. Ừ. Đi sờ dơ xuống dựng. Dạ đi không được hả? Rồi cô được nhiêu tuổi rồi? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 68. Rồi 68 tuổi. Dạ. Dạ, thì đội con cũng đi theo các nhà. Dạ. Sao mừng tới khóc luôn vậy đó hả? Trời có gì đâu cô ơi. À, già rồi lớn tuổi giữ gìn sức khỏe. Sống lâu với con cháu là được rồi. Dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ, cảm ơn đội Phước Lộc với cô gì? Cô vợ chùa, cô Thu Ngân, trời tụi cô Quệ Ngân. Ừ. Với đội từ thiện Phước Lộc bữa nay là góp công xây dựng ngôi nhà của cô với chị á. Dạ. Con đi theo quay không à? Khỏi cảm ơn con. Đội ngủ luôn, đang dịnh, dịnh cứ ngắt luôn. Quay từng người luôn, quay mặt kia. Dịnh cứ ngắt luôn.
có 18 người à. Có làm vừa luôn á hả? Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp cho anh em làm luôn, nhưng mà hơi cực một tí. Mọi chuyện đã tưởng đâu hoàn thành rất là sớm, nhưng mà trời mưa. Trời mưa thì có một chuyện đáng tiếc xảy ra là có một cô bé đang vịn thì bị ngã cây trúng phải đầu, ngã sắt trúng phải đầu và bị đau nhẹ. Và mọi người đang lấy nước đá để chườm cho em cho bớt giảm đau. Đây là một đại gia đình luôn, thấy mọi người rất là quan tâm. Làm việc thiện đôi khi cũng gặp sự cố mọi người ơi. Đây là trường hợp của ngày hôm nay. Bị chấn thương hơi nhẹ vô đầu, cũng rất là may mắn luôn. Mọi người đang xo nước đá. Và đây là ngày thứ hai của anh em khi mà bị tai nạn rồi thì trời đổ mưa luôn. Đổ mưa thì anh em nghỉ. Và đây là ngày thứ hai cũng mắc mưa, nhưng mà anh em cố gắng lợp và dừng làm cửa cho chị rồi luôn. Thì cũng mất thêm một ngày nữa. Đây là căn nhà sắp hoàn thành rồi. Mọi người đang đổi mưa để làm. Hy vọng là sau căn nhà này hoàn thành thì chị và bác sẽ có một căn nhà cứng rắn và chắc chắn hơn để ở trong mùa mưa bão sắp đến rồi. Thì đội từ thiện Phước Lộc cũng chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và được nhiều may mắn. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chàng trai miền Tây nha.